Mặc dù là chân ngắn này chiều cao 1m52 thôi nhưng mặc như này cũng không cảm giác lùn mấy đúng không ạ? Mình đi cái đôi sandal cao gót hay đi đôi giày cao gót giúp cho chân mình cảm giác thanh hơn, cổ chân mình được hở, quần của mình hơi ngắn nó vẫn đứng ống quần và cảm giác không bị thấp. Với chiều cao 1m52 như này mình thấy là khá là thoát dáng, thanh thoát, không bị thấp, không bị lùn. Và cái tỷ lệ dài áo và dài quần khá là cân bằng, cho nên mình không làm cho mình cảm giác bị lùn nhé. Với cái quần giá ngắn như này thì mọi người không nên mặc quần cái phần áo quá dài. Cho nên là đấy là lời khuyên của mình với một cái em quần ống đứng hoặc baggy tới mắt cá hoặc trên mắt cá như này, nên mang theo một đôi sandal cao gót hoặc đôi giày cao gót và với cái chiều dài áo không vượt quá mông ạ. Không vượt quá quả mông, chỉ nằm trên cái quả mông như này thôi. Mặc chiều dài có thể ngắn hơn chút nữa, như cái áo lúc nãy của mình có thể như này. Nhưng có thể là tối đa là mình chỉ mặc trên quả mông thôi thì cái tỷ lệ giữa quần và áo nó sẽ cân bằng, không làm mình cảm giác bị lùn nhá. Chứ mọi người nếu như ai mà thực sự tự tin với chiều cao của mình, chân rất là dài, thì mình có thể mặc cái quần baggy như thế này với một cái em blazer dài qua mông vẫn được. Nhưng đấy là với điều kiện là những bạn có chiều cao tương đối tốt và lưng thì ngắn chân thì dài, mình có thể mặc như vậy. Còn với cái chiều cao khiêm tốn như mình là trung bình, rất là nhiều bạn nữ cao tầm khoảng 1m rưỡi, có rất nhiều bạn có hỏi mình chỉ có 1m50 thôi mặc được hay không, thì đây mình đang 1m52, chỉ hơn 1m50 còn 2 phân thôi, không có gì là không mặc được cả. Quan trọng là cái phần tỷ lệ dài áo và dài quần của mình sao cho phù hợp cân bằng nhé. Và dáng đừng có mặc quá cồng kềnh. Đối với những người mà mình đã thấp rồi thì mình đừng mặc những dáng cồng kềnh, nên mình chỉ mặc những dáng công sở cơ bản, dáng eo gọn một cúc như này thôi. Còn nếu mình mặc càng cồng kềnh như hai hàng cúc. Về thời trang mình không nói sâu về thời trang, nhưng nếu về công sở để và để đảm bảo cho mình dáng nó thanh thoát nhất, nó gọn gàng nhất, mình mặc một em áo vest một cúc như thế này, dáng vừa gọn, chiều dài vừa chạm trên quả mông của mình, và mặc cái quần baggy trên mắt cá, chạm đến mắt cá để đủ quần cho nó đứng, thế là chiều cao của mình đã tương đối cân bằng và ok rồi, thanh thoát thôi.